một cái bệnh là bình thường em không bị thường xuyên, chỉ thỉnh thoảng thôi, là đang làm việc cái nó tự nhiên trong người nó không có sức. Lúc đầu em không biết, nhưng mà về sau thì cũng tại vì công việc nên em ra em uống một một hớp cola thôi, hoặc là một Pepsi, thì khoảng 6 phút sau, 7 phút sau cái sức khỏe nó bình thường trở lại, là em không biết bị bệnh gì. Tạm dừng lại. Cô hỏi câu nào tôi sẽ trả lời câu đó. Cái trường hợp của cô là trường hợp hạ đường huyết. Cho nên đó, là những người hạ đường huyết đó, là khi mà mình đi làm việc đó, tự nhiên mình thấy mình choáng váng nè, rồi mình có khi buồn nôn, rồi mình mệt mỏi, rồi cơ thể rũ rượi hết, thì mình chỉ cần có cái ngọt vô là mình hết. Cho nên là đối với những người hạ đường huyết đó, thì bao giờ cũng vậy, phải có một ít kẹo bỏ trong túi, rồi thỉnh thoảng mình ngậm kẹo, à, thỉnh thoảng mình thấy hơi hơi khó chịu mình ngậm kẹo. À, và người hạ đường huyết đó, người ta còn gọi là người gọi là xấu bụng đói, tức là khi tới giờ cơm đó, mà chưa có tới đúng giờ mình đói rồi mà chưa có chuẩn bị cơm kịp là mình phải cáo lên rồi, khó chịu rồi, bởi vì là không có ăn cơm là thiên hạ phải đại loạn với ta. Nhưng thực sự đó là những cái người bị hạ đường huyết, người ta chuyện đó là bình thường. Rồi sau này em cứ mỗi sáng sớm, tại em cũng bị hen suyễn, sáng sớm em ngậm một cái cục kẹo ho. Thì cái ngày đó nó không bị nữa, thời gian mà bây giờ em không biết là cứ mỗi ngày mình ngậm như vậy thì lâu dài nó có tác hại gì không. Thì Mỹ nó nhai xương gôm xó, nó thuốc ngày mà nó không có hại, thằng nào mập ú à. Đó yên tâm đi. Rồi. Còn cái thứ hai nữa là cái cặp đá kỳ diệu của thầy á, cứ chườm lên khoảng ngủ nó quên rồi, dậy nó nguội rồi, cái là không có chườm đây được, thì khuya hay là sáng thức dậy em mới hâm thêm, em chườm ở đây thì được. Nó có ảnh hưởng không? Không có gì, tốt nữa. Hoặc là trong ngày trưa, thí dụ mình rảnh mình cũng có thể làm được, không có vấn đề. Mà không bắt buộc là phải làm đây xong rồi mới làm đây. Không cần. Còn cái thứ ba nữa là cái em muốn biết là thí dụ như là khai thông, bơm máu lên não, hoặc là mình quay chân do thần kinh tọa rồi đó, là một tuần tụi em được phép làm bao nhiêu lần với bệnh nhân nhẹ, bệnh nhân nặng, hay là như thế nào, thì thầy giải thích cho tụi em rõ là giống như là mình được phép điều trị như thế nào là cho đúng. Thực ra là mình không có được phép điều trị, mình chỉ được phép giúp đỡ người ta thôi. Tại vì trong cái chuyên môn á, thì nó có cái này nè, muốn điều trị thì phải có chẩn đoán. À, ví dụ như chẩn đoán là gì? Chẩn đoán thì không có thể nào là trên lâm sàng mà chẩn đoán mà đánh giá được. Mà thí dụ như một cái bệnh nhân á, mà khi mà đến mình mà khám bệnh á, thì cái người thầy thuốc á, người ta thấy cái dấu hiệu rất rõ ràng là có cái gì chứng tai biến mạch máu não, rồi người ta thấy đau dạ dày, thì người ta đề chữ theo dõi di chứng tai biến mạch máu não, hay là nghĩ tới bị viêm lát dạ dày, chứ không bao giờ ta dùng cái chữ là quyết định là cái này là cái bệnh gì. Còn chúng ta là những người làm y tế cộng đồng á, là gọi chung là y tế gia đình á, thì mình nói mình hướng dẫn nè, mình hỗ trợ nè, mình giúp đỡ, chứ mình không có trị liệu cho anh ta. Thành ra là phải nắm được cái đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là cái việc mà mình điều chỉnh cho ta đó, thì có thể là khoảng 3-4, nếu mà quay chân đồ các thứ á, thì có thể là từ 3-4 ngày hoặc là một tuần chúng ta làm lại một lần. À, còn riêng cái chườm đá đó thì ngày nào mình cũng phải chườm. Tại nó giống như là đánh răng, giống như súc miệng, giống như ăn cơm phải có. À, còn cái chuyện mà tác động lên cơ thể người ta đó, thì mình mới đầu là ngày thứ nhất, rồi cái sau đó mình làm tới ngày thứ ba, rồi sau đó mình tuần lễ, rồi khi nửa tháng mình làm lần. Bơm máu lên não cũng vậy hả? Cũng vậy đó. Với tùy theo trường hợp, ví dụ như trong trường hợp á, một người mà thiếu máu não á, mà ta thường xuyên bị choáng đầu, hoặc là người ta bị rối loạn tiền đình á, thì mình có thể làm một ngày là một lần và tiếp nối nhau vậy cho tới khi người ta tỉnh táo, cho hết choáng váng hết đó rồi, hết cái bị chóng mặt hết đó, thì chúng ta ngưng. Thêm một xíu nữa là gì, cả em có đi chụp giống như mình gọi là MRI á thầy, thì cái sống cổ của em á, là nó bị hai dây thần kinh nó kẹp lại, là nó khuyết vô từ C4, C5, C6 gì đó, C7 gì đó, thì em không rõ lắm về trong bên Đức, em không rành tiếng Đức, nhưng mà cái đó em không biết là thoát vị dĩa điểm hay là bị bệnh gì rồi mình có sử dụng cái nâng cổ được hay không. Bây giờ là tôi có, hình như tôi đã nói với chị rồi, chị dùng cái nâng cổ lên
Còn cái chuyện mày để chẩn đoán cái đó là gì chị không cần biết. Tại vì cái đó chuyện của bác sĩ rồi. Thấy không? Chứ không phải là chuyện khi mà chị mà chẩn đoán á, mà chị phải biết rõ tường tận nó cái là gì á, thì không ai nói cho chị. Mà hãy có nói họ ta ghi trong cái tờ giấy xong rồi. Là bệnh gì thầy? Chị, những người mà bệnh đau gối á. Thí dụ như người ta bị sưng á thì mình phải làm cho sạch trước không, hoặc là mình làm theo cái kiểu thập chỉ liên tâm liền. Cái này tôi nói rồi, tức là khi mà có dấu hiệu sưng ở khớp gối á, hoặc là những cái chỗ khác cũng vậy, bị gút, bị đồ chẳng hạn, thì chúng ta sẽ dùng đá bỏ trong cái ngăn lạnh á, chúng ta trộn trực tiếp vô chỗ đó. Chừng nào nó hết sưng thì chúng ta mới được quyền ép gối hay là quậy gối. Còn nếu nó còn sưng thì chúng ta không còn quyền, không có quyền. Bởi vì khi nó sưng á mà chúng ta quậy gối, ép gối á, nó sẽ gây tổn thương cái khớp gối. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.